Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mời các bạn tiếp tục đến với cái bộ bài Cận vệ Phượng Hoàng của mình nha. Hay chúng ta còn gọi là bộ bài Nữ Chiến Binh. Các bạn muốn gọi là bộ bài của đội quân tóc dài cũng được. Như là nhiều tên để đặt lắm. Nhưng mà tối nay thì mình sẽ không dùng phép nha, mà chỉ dùng trap thôi. Đến đây không phải đường sách, chẳng qua mình thích chơi như vậy nha các bạn. Now, I'll set a card. Ây da. I end my turn. À, chưa biết là bộ gì. Rồi, mình sẽ lấy, nói chung là chơi trap không thì có thể dùng những lá này. Nhiều bạn thì kêu mình còn dùng bạch quang động rồi chống bên rồi reborn rồi chống đủ thứ chống đó. Nhưng mà thôi, mình chỉ lấy mỗi cái chống ra cái ghi ra thôi. Flip summon. À, con được hoàng hiệp sĩ. Thử. Chuyện thường. Chuyện thường luôn. Not bad. No. Rồi để coi anh xài võ công gì. Chưa tới lúc tổng tiến công các bạn. Oh, no. Rồi ok, vô. Phá. Thì ra là hồi sinh. Gì đây? Chết anh chưa? No. Activate field spell. Wow. Bốc cháy quang. No. I end my turn. Rồi thôi cũng được, không sao. Đây có kháng phép ở đây rồi. Con này ra sân luôn. Con này ngửa lên. Ngửa lên luôn. Rồi anh em bắn. Con gì cũng nên phong ấn nó lại. Phong ấn trường hợp này thì mình hơi lỗ một chút. Chà, dáng này mình hơi lỗ rồi. Tại phong ấn được con này giờ không có nghĩa gì hết. Ảnh có thể gọi nó lại. Đúng rồi, là ảnh không, ảnh gọi ảnh có khả năng cao không gọi nó lại, tại bộ bài này của ảnh hình như không có cái lá nè. Hồi sinh mà úp xuống ảnh cũng không đem theo con quỷ đi, mà hồi sinh úp xuống các bạn, thành ra trong trường hợp này mình là người lỗ. Cái đó ra cái ghi đó, dùng lá này để phá được không mình không biết, tại ảnh có thể thí một cái lá bài phép khác để ảnh dùng ra cái ghi. Như là mình phải phong ấn được ảnh trước khi ảnh dùng phép ấy, dùng cái phép cũng được. Rồi mình hết thì chiêu rồi. Oh, no. Hy vọng là thành công, mà khả năng cao là không thành công. Cái đá này là bút cho pháp sư, nó có 300 mà coi. Ê trời ơi. Ây da. À lấy ra để thủ rồi hả. Gì nữa. Wow. No. Rồi fan này thì anh dở rồi, anh bút cái lá đó vô thì khác gì anh giúp sức cho em đâu. Tôi nơi chi lần này cho ninja mặc giáp luôn. Mặc dù ninja mặc giáp là hơi sai sách đấy, tại ninja thì tôi không trọng cái giáp lắm. Nhưng mà đâu có ai cấm chúng ta trang bị cho ninja như thế nào đâu nha. Cộng thêm cái thiết bị giáp này vô nữa là cho anh biết mặt hay. Cái này nó cộng điểm gốc có 300 thôi, nhưng mà có một điều là nó cộng cái lấy phần nửa sát thương của đối phương nó cộng luôn cho mình, nó mới là vấn đề. I end my turn. Rồi đây. Có ninja rồi, phải có samurai chứ. Chơi. Vua hiệp sĩ hả? Này vua hiệp sĩ này đặt ra thành hiệp tuyển luôn. That was a good attack. Rồi xong còn 1500. Cái lá bài này đẹp ghê luôn. Cái này thì nhìn nó hơi hở hang một tí. Mặc dù thật ra nó cũng không hở lắm, chỉ là nhìn nó đâu có cảm tưởng vậy thôi. Chứ con này nó đang mặc cái váy nha các bạn. Rồi xong, ảnh tiêu rồi. Nó mang cái đôi bóp dài quá nè. Rồi đây, con này hơi thổ các bạn, thành ra là mình không có là mình nhận được cái bút từ cái lá này rồi. Thì hồi nãy hình như là có một bạn nhắn tin lên cái video cùng mà mình chơi Super Android, mà cái lần đó mình chơi Nhật á,
Tại nói là cho mình xin kịch bản này nó trời ơi thì mình kịch bản của mình thì bạn cứ lấy để sử dụng đi, mình có đánh bản quyền gì đâu. Nói chung là mình nói rồi, mình làm video mình chia sẻ niềm vui với mọi người mà. Thì hy vọng là bạn làm ra được cái video rồi nó hay hơn video của mình dựa trên kịch bản đó. Thậm chí là cái gì đó hay hơn hơn là một cái video luôn, ví dụ vậy. Thì đấy, nói chung là mình thì rất vui vẻ trong cái việc mà chia sẻ cái những gì mình có với lại mọi người. Đặc biệt là mấy cái thông tin này nói chung là nó rất là hữu ích, còn thôi ít nhất thì nó cũng là một cái thông tin gì đó giúp chúng ta giải trí. Rồi xuống hố ngay. Nhưng mà là hầu như là mình nói rồi nhiều lần rồi, mình làm video chủ yếu là mình muốn tìm kiếm cái niềm vui cho bản thân đó, chứ cũng không phải là cái đó là mình kiếm tiền. Thành ra là ví dụ như có ai đó mà lấy cái video của mình là dựa trên ý tưởng đó làm một cái video hay hơn thì mình rất vui. Có điều là làm xong rồi thì nhớ mà vậy thì cho mình xin cái link video đó để mình thưởng thức luôn, mình cũng đang có nhu cầu giải trí đây. Đó vậy thôi. Thậm chí không riêng gì số em ra, bất cứ video nào của mình cũng vậy, bạn cứ anh lấy ý tưởng từ nó cũng được, với mình ok hết. Tội nghiệp Yugi. I activate my spell card. Rồi rút bài đi anh. I activate my spell card. Cái gì đây? À. Rồi ok không sao. Con này bị ngửa lên thì cũng không thành vấn đề. Rồi có kháng phép rồi các bạn. Đây úp thêm lá này xuống rồi. Cái thiết thủ giáp này từ từ. Khả năng cao anh sẽ bắn con này trước tại con này yếu hơn. Qua đây nhìn con này đẹp hơn luôn chứ. Có điều là đứng ra cái nền này nó không được hấp dẫn cho lắm thôi. Rồi gì đây? Bắn hả? Ây da, không được đâu. Chặn luôn. Rồi hết lượt tự nổ. Tại giờ hai lá này thì không có ý nghĩa gì cả. Rồi xong. Thiền sức địa ngục của mình đã cho con rồng mình đi đời. Rồi chưa hết lượt thì giờ thủ thôi. Nữ kiếm sĩ Piranha. Ê lỗi xin lỗi, nhỏ này là GB Hunter cứ nhầm với con Piranha hoài. Nhìn hấp dẫn ghê chứ. Bạn nào mod ra được mấy lá bài đẹp ghê. Thử. Rồi chắc cú chưa. 900 nha ông anh. Not bad. Not bad. No. I end my turn. Rồi đây. Giờ dở lên vụ anh bắn các bạn. Đây nè, em có con ngày 2 nè, anh thích thì anh bắn đi. Ngon thì bắn, ngon thì bắn. Wow. Rồi anh có biết là con này em bút nó vô như vậy không? 500 là 1.700. Thêm thiết thủ giáp vô nữa là 2.000. Này thì hiệp sĩ thập tự chinh đó, anh này pháp sư thập tự chinh nha. Phản ngược nha. Not bad. I switch it to defense position. Đúng rồi, thủ đi anh. Now, I'll set a card. Ây chà, nguy hiểm quá trời. Một cái thiết thủ giáp nữa. Khoan. Đề phòng các bạn. Thử coi có Marufo hay không đã. À, cái này á. Ây chà. À, hai con bị phong ấn luôn. Nó bắt bài mình cái này hơi cay đấy. Rồi thôi không sao, chuyện nhỏ. Chơi có ăn có thua. Nãy giờ mình cũng áp cái giấy ảnh hơi quá rồi. I'll use this card to bring a monster back onto the field. Monster reborn. Dễ ăn thế, ốc bu vàng nó ăn hết từ lâu rồi anh. Mà nó chơi với vợ đây, ốc bu vàng cũng bị người Việt mình ăn nhiều lắm các bạn. Ăn mà người Nhật họ cảm ơn mình luôn đấy. Rồi, thử. Phù thủy đường đen tự tính là có cơ hội hạ được ninja của mình. Nhưng mà nữ ninja của mình có giáp nha. 200. Có cái thiết thủ giáp trong tay rồi thì không cần phải sợ. I end my turn.
Hay đây các bạn ơi, hay đây. Rồi xong. Có chuyện gì? Gì đây? Ôi trời ơi, thôi không? 1.500 thì không quá nhiều. Trời. That was a good attack. Thế nào hả ông anh? Rồi lại hiệp sĩ thập tự chinh nữa. Rồi ok. Con nhỏ GB Hunter này của mình chịu rồi. I activate my spell card. Gì đây? Không bắn gì thật luôn. Ây da. Hai cái bình hoa của tôi. Thiệt là buồn quá đi. Rồi thôi xin lỗi nha. Ôi trời ơi, bài của tôi. Ô, kéo dò thành công. Rồi, này pháp sư á, đụng phải ninja là pháp sư đi đời nha. Nếu là pháp sư thì nó chi đánh mấy con, chi đánh trận chiến cũng được, cũng hay. Nhưng mà pháp sư mà đụng phải mấy con trận chiến mà dạng như nó có đang áp sát nhanh mấy con sát thủ rồi á, thì dễ đi lắm. Thường người ta nói pháp sư cắt cận chiến, cung thủ hay là xạ thủ cắt pháp sư. Nhưng mà cái đó cũng tùy trường hợp thôi. Hay da. Rồi, ghê đấy. Quả này thì chịu rồi. Nhưng mà đó là khi anh không lo phá cái lá này. Kéo dò thành công. Rồi. Trời ơi con này là Nodachi Onna Nodachi Samurai đi các bạn. Cái Onna nó có nghĩa là nữ mà. Thường cái kia là Nodachi Samurai thôi, con này là Onna Nodachi Samurai. Thật ra cái nữ ninja trong tiếng Nhật nó gọi là Onna Mushi cơ. Các bạn nào mà chơi Shogun 2 sẽ biết. Rồi ok vô. Rồi xong. Vô. Trời ơi, con này thừa rồi, con này cũng vậy. Cho đổi đi người anh em, cho đổi đi. À đó, vậy mới là anh em tốt chứ. Cuối cùng cũng lấy được bánh điên thiên nhãn rồi các bạn. Cái lá này nó chỉ là bánh điên thiên nhãn rồi nè, qua đây nó tạo hình lại thôi. No, I lost. I guess you wanted to win much more than I did. It was a great duel. Rồi ok. Rồi mình tạm ngưng video ở đây nha. Tại vì để tránh đề phòng nó rush game á, thì mình sẽ mỗi lần mình đánh xong một tập mà không thành vấn đề gì á, không có vấn đề gì thì mình sẽ ngưng cái video, cái sau đó mình quay tiếp. Nói chung là mình sẽ chia ra thành nhiều video nhỏ. Nói chung là bạn nào thích coi video của mình thì nói chung là mình rất biết ơn thôi. Nhưng mà mong bạn cũng hiểu là có đôi khi chúng ta không làm được video dài thì chúng ta xem nhiều video ngắn các bạn nhé. Rồi ok, gặp lại các bạn ngay sau đây thôi.